Dạ ấn tượng, không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu. Tại em cũng mê chuyện công tình này chứ cũng đọc nhiều lắm. Dạ tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó anh ngủ quên ở trên phòng á. Mẹ của anh nói là anh có ý định là không có muốn lấy vợ, anh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì anh cũng mở pháp thoại này kia anh nghe. Rồi em cũng ngồi đó, thì tại làm việc chung ở một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi anh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó, anh trai. Em ngồi kế bên em gái của anh, ví dụ mà anh cho em một cái bóp thì anh cũng cho em gái anh cái bóp. Anh pha nước cam cho em uống thì anh cũng pha cho em gái anh luôn. Tại hồi trước em nói là em thích hoa baby, cái anh nói là anh thì em gọi anh là mặt trời. Anh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời, mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái nó trời thân lẽ, ổng nói cái gì vậy đó. Tên là Nguyễn Văn Sang, năm nay 29 tuổi. Hiện em đang là quản lý công ty Trùng Quế Củ Chi. Hiện em đang sống ở Củ Chi. Vợ dạ. Sang tên gì? Dạ em tên là Bùi Thị Anh Thơ. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiểu học. Em dạy ở Củ Chi luôn? Dạ em dạy ở Hóc Môn. Rồi chị thì hai vợ chồng cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Trước đó lúc mà thời sinh viên á, thì chồng của em á, là cháu của dì của bác em, mà bác đó là bác dâu, là dì của ảnh. Trời sao gần quá vậy? Xong rồi bác có nói là sẽ giới thiệu em cho ảnh, tại vì mẹ ảnh cũng đang tìm một người như vậy để làm mai cho ảnh, vì ảnh không muốn lấy vợ. Dạ lúc đó em ra trường rồi, cái bữa đó thì em mới chưa có xin được việc, cái nhà mới buồn, cái mới lên Facebook chơi thì biết Facebook của anh này, cái em mới vô coi thì thấy ảnh tuyển nhân viên mà ảnh yêu cầu nhiều thứ A B C D X Y Z gì đó nhiều lắm, nhưng mà cái cần nhất là phải giỏi anh văn. Xong cái bác của em mới đi chợ ngang, em mới nói là cháu của bác đang tuyển nhân viên đó, con mà giỏi anh văn là con xin vô làm. Cái xong cái bác cũng cười, bác đi về. Buổi trưa xong chiều cái bác cầm số điện thoại của ảnh qua, bác nói là số điện thoại của giám đốc á, gọi điện xin phỏng vấn. Rồi em tới phỏng vấn đúng không? Dạ. Thì ấn tượng của em lần đầu tiên khi mà gặp ảnh là sao? Dạ ấn tượng, không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu, tại em cũng mê chuyện công tình này chứ cũng đọc nhiều lắm. Dạ tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó anh ngủ quên ở trên phòng á. Cái anh phó giám đốc ảnh mới đi ra, anh bán hàng cho người ta. Cái em thấy vậy mới lại em hỏi, cái anh đó mới lên gọi anh xuống. Thì anh xuống á thì không phải được ăn bận đẹp gì đâu, mà là quần á thì là dạng cho nhau mấy chú mà U50 mặc á. Còn áo á là áo mà dạng mà nó cũ lắm, mà sơ mi cũ hay là cũ. Không có giám đốc gì hết trơn á. Dạ, trời đó. Dạ, không có giám đốc gì hết trơn trời. Em không có ấn tượng gì hết trơn trời đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thích đó. Còn em thì sao? Dạ em thấy ngoại hình được, dễ nhìn, nói chung là bên ngoài là em chấp chịu nhận. Em có nhận không? Dạ có qua một cái buổi phỏng vấn chuyện nữa. Dạ muốn thử việc hơn sao rồi gì. Dạ, có một thời gian làm việc chung với nhau. Dạ. Rồi tình yêu có nảy nở, có phát sinh không? Dạ thì lúc mà làm việc chung á là tại vì á cái anh này trước đó dì em có nói có ý định làm mai, nhưng mà mẹ của ảnh nói là ảnh có ý định là không có muốn lấy vợ, ảnh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì ảnh cũng mở pháp thoại này kia ảnh nghe. Rồi em cũng ngồi đó, thì tại làm việc chung mặc một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi ảnh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó, anh trai. Em ngồi kế bên em gái của ảnh, ví dụ mà ảnh cho em một cái bóp thì ảnh cũng cho em gái anh cái bóp. Ảnh pha nước cam cho em uống thì ảnh cũng pha cho em gái anh luôn. Rồi nói chung là ảnh mua cái gì thì ảnh tặng cho em, thì em gái anh cũng có hết trơn á. Em không có nghĩ là ảnh có tình cảm gì với em. Mà em cũng coi ảnh giống như một người anh trai. Dạ lúc đầu cũng coi như anh trai. Thì đến bao lâu thì cái tình yêu nó mới phát sinh? Đến cái lúc mà lúc đó là em vô làm khoảng được 2 tháng mấy 3 tháng á, thì ngoại của em mất ngay mùng 3 Tết, cái nhà cũng xa, em cũng không nghĩ là ảnh đi, tại vì cũng mới quen vậy thôi. Mà ảnh chân thành lắm rồi, cái nên là em cũng thích. Dạ cũng có ấn tượng, có cảm mến với ảnh. Còn anh này bao giờ thì anh mới dám anh bày tỏ cái tình cảm của anh đối với cô này? Dạ tới ngày 14 tháng 2 năm đó luôn. Năm đó luôn? Dạ. Là cách, bao nhiêu tháng? Bao lâu? Dạ khoảng 2-3 tháng. Có lãng mạn không em? Dạ không. Cái bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc, nhưng mà mình đang thích cái anh này, hơi thích. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em chú, nhưng mà lại tặng như vậy nè, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp, là mình lại xác định nữa. Dạ y chang cái chiêu cũ, tức là rồi chắc ông này là em gái thiệt đúng không? Dạ, nhưng mà ở trong thì nó khác, ở trong nó có thêm mấy cái tờ giấy nữa. Nhưng mà ảnh dặn em là về nhà mới được đọc. Nhưng mà em nghĩ là về nhà mới được đọc thì lâu quá. Cái em mới mở ra em coi á, thì ảnh viết trong đó có một câu là, tại hồi trước em nói là em thích hoa baby, cái ảnh nói là ảnh thì em gọi ảnh là mặt trời, ảnh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời, mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái em nói trời ơi, ổng nói cái gì vậy đó. Em nghĩ là buổi chiều đó thôi mình cứ tặng quà đại cho chồng đi, tặng đại đi, nếu mà được á thì coi như mình cho nhau một cơ hội, còn nếu mà không được là em xin nghỉ việc luôn. Dạ giờ em tặng em cái gì bữa đó? Dạ tặng cho em một cái áo sơ mi.
một cái áo sơ mi. Dạ. Sau khi nhận cái món quà đó xong rồi thì quyết định tỏ tình luôn không hay như thế nào? Mà lúc đó nhận quà rồi thì em cũng không biết là vợ em là có người yêu hay chưa. Vì lúc đó em nhát lắm chứ không dám mà chủ động. Cái em đợi tới tối khuya về mới mở ra xem. Thì mới, rồi, mới biết khi... mới cảm động. Dạ. Rồi em làm bằng hình thức nào để em hiểu đó. Em cho cổ hiểu được là em yêu cổ. Dạ thì lúc đó em nhắn tin thôi à. Nhắn tin sao? Nhắn sao? Có gửi cho em một bài hát nữa chị. À đó, cái bài hát đó. Sao bài hát sao? Bài đó là gì? Bài hát gì anh nói đi. Bài gì? Dạ, bài đó là bài Ngưng Làm Bạn. Ngưng Làm Bạn. Dạ. Trời, cái bài đó. Bài cái bài nào mà đâu mà nó thẳng tuột vậy? Ngưng Làm Bạn. Làm Bạn. Như vậy là coi như là sau khi nhận được cái bài hát Ngưng Làm Bạn. Dạ. Là đã ngụ ý là coi như là hai người đã là yêu nhau rồi đó. Chính thức đúng yêu không? Nhau đó. Dạ. Vậy thì dạ. Vô công ty rồi có sợ cái tình yêu của mình bị tụi nhân viên nó phát hiện không? Dạ có, lúc đó em giấu luôn chứ đâu có. Giấu hết công ty luôn. Có giấu được nhỏ em gái không? Giấu luôn à. Giấu cái nó không phát hiện luôn. Giấu. Có bao giờ mà đang lén hôn vợ hoặc là đang hôn vợ mà có người khác phát hiện không? Dạ có. Ai? Dạ một cái bạn ở công ty luôn. Dạ sáng ra ngủ còn đang xe ke á. Dạ cứ đi ra cái thấy hai chị em đang ôm nhau. Ôm nhau. Rồi sao? Rồi sao? Dạ thì lúc đó em cũng rất là ngại. Hai tại vì thường em đi sớm á. Đang giấu mà đúng không? Dạ đang giấu. Cả công ty mà. Nhưng mà cái mặt của các bạn đó là giống như là dạng rất là bất ngờ luôn á. Xong rồi tự nhiên ảnh thấy vậy, ảnh đang là say kê vậy nè, cái ảnh tỉnh lại vậy nè. Mà ảnh đi ra, xong ảnh đi vô một đường luôn, ảnh không có phản ứng gì luôn. Rồi sau đó là banh chành luôn. Dạ. Cả mà, công ty biết luôn. Dạ, nhưng mà có em ở đó là anh đó, ảnh rất là dạng như nhu mì, anh không nói gì hết á. Khi mà em về á là ảnh mới gạt ghẹo cái anh này thôi. Dạ. Bao lâu thì mới cầu hôn? 4-5 tháng sau. 4-5 tháng sau. Đó, dạ. Cầu hôn. Ủa anh cầu hôn đặc biệt không em? Dạ, dạ đặc biệt lắm, dắt em lên tới Bitexco lần. Trời ơi, em cũng tưởng tượng nhiều lắm, tặng nhẫn này kia. Chắc mình thấy cái nhẫn đó chắc cũng giá trị lắm. Giám đốc mà, sau này xuống rồi á, chắc anh đưa em lên cao. Xong rồi anh dắt em xuống rồi mới nói. Anh nói là cái nhẫn này á, là anh mua giống như ở trên mấy cái trang mạng á chị. Là nó không có bao nhiêu tiền hết á, anh mua tới 5 chiếc. Trời, mua 5 chiếc cầu hôn một lần 5 chiếc hả? Nhà anh nói là sao? Ai cũng có một chiếc hết trơn á. Ủa vậy hả, là ông tặng cho ai mà mỗi người? Thì mẹ nè, dì nè, anh có hai dì nè, em gái ảnh nữa. Là 4 chiếc? Em là 5. Em nữa, dạ. Trời ơi, ông mua sỉ thì cho rẻ hay sao vậy? Có hiếu dễ sợ luôn nè, tặng mẹ, tặng dì, tặng em gái rồi tặng vợ. Đó. Mà lý do gì sao mà em mua một lần tới 5 chiếc? Phải có một chiếc đặc biệt chứ. Tại em cũng lên em lựa em xem thì ban đầu mục đích thì cũng chỉ mua cho vợ em thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng người ta xíu một lần á, với thấy cũng đẹp quá. Thôi. Xếp cái. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì cưới nhau nè? Dạ cũng lâu. Đây, sau đó thì em làm cái đám hỏi trước. Dạ. Đám hỏi xong khoảng gần 2 năm á là em mới đám cưới. Là em mới đám cưới. Mới đám cưới đây được 6 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Mới 6 tháng chắc cũng không có thấy tật xấu gì nhiều à. Dạ có chứ. Có chứ kìa. Chưa cưới là em đã có tật nhưng xấu. Nhưng mà anh thấy anh hiền quá trời đúng không? Dạ ảnh hiền thì ảnh xấu cái kiểu hiền á. Dạ. Ví dụ đi. Ví dụ như là ảnh ở dơ nè, rồi ảnh nói chung là ảnh hiền quá rồi ảnh không có biết có biết quan tâm, không biết thể hiện gì với ai đó. Thì khi sinh nhật hay là ngày gì ảnh cũng quên luôn. Nhưng mà cái chi tiết ở dơ đó em. Dạ. Tại vì ảnh cái công việc của ảnh là ảnh thường xuyên tiếp xúc với đất cát, với những con trùng. Con trùng quế. Thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có tay chân lắm lem bùn đất rồi. Nhưng mà cái ở dơ đây là sao? Không mà đang ôm ảnh cái con trùng nó bò từ túi nó bò ra. Cũng ok. Ok. Dạ. Cái ông cưng quá. Dạ không. Nhưng mà cái ở dơ là sao? Ở dơ tức có nghĩa là không phải là bị mấy con trùng đó mà là ảnh không có gọn gàng ngăn nắp á. Ví dụ mà em dọn rồi á là ảnh sẽ lung tung lại xíu. Có thích tắm không? Dạ rất là lười tắm luôn. Mỗi lần mà tắm là giống như là em phải nhắc xong rồi nói em là gia trưởng. Rồi tới em nó sang. Dạ. Giờ em có tật xấu gì không Sang? Dạ xấu nhất là nóng tính rồi. Nhỏ tuổi đời mới 25 tuổi mà dám nóng dữ với em hả? Dạ. Dễ sợ thì còn sao nữa nè. Thì chuyện gì mà coi như là không đồng ý rồi á là không có tìm hiểu sâu xa cái công việc nó ra sao. Mà cứ đùng đùng nóng lên gì á. Có khi nào quát em không? Cũng có. Dạ. Cái gì nữa nè? Hay lo lắng sợ hãi mấy chuyện mà không có. Lo xa đúng không? Dạ đúng rồi. Hay tưởng tượng lắm, em hay làm cái chuyện gì mà ví dụ tưởng tượng gì? Giống như là sợ em bị bắt cóc vậy. Trời ơi. Gì đâu hoang tưởng đó em. Đúng là gia trưởng rồi cô ơi. Dạ không phải vậy nè. Chị Vân nghĩ là tối bạn của ảnh ở dưới An Giang lên đây, ví dụ bạn đó cũng có thể đi được, nhưng mà bạn đó xuống thành phố thì bạn đó sắp xếp công việc về lấy đi. Không, 1 giờ đêm mà chị biết ở trên Củ Chi, tụi em ở trên Củ Chi, đường nó rất là vắng. Mà hẹn là 1 giờ đó lấy đồ,
rồi ảnh nhận là ra lấy giùm. Em rất là nóng tính, là giống như chị nói là em sẽ lèm bèm, em nói tại sao anh không nhờ ta đi, anh đi 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 vậy kia nguy hiểm này nọ. Nhưng mà mình nói mình lèm bèm vậy thôi, chứ mà lúc ảnh đi mình đâu có yên tâm đâu, mình cũng phải thay đồ mình chạy xuống mình ngồi phía sau xe ổng, lỡ có gì hai đứa bị chung luôn chứ đâu có thể bỏ một mình ảnh được. Rồi vậy thì bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì sang? Dạ em mong em vợ em bớt nóng tính lại, kiên nhẫn chút xíu nữa, rồi sống lạc quan hơn, bớt lo lắng lại, sợ nhiều quá. Dạ. Còn em? Dạ em thì không có mong muốn gì ảnh nhiều hết á, chỉ mong ảnh là giống như là sau này mình cùng nhau cũng như có sức khỏe, không cần có nhiều tiền nhưng mà phải có sức khỏe để làm những cái việc thiện lành. Bây giờ ảnh cứ làm việc rất là nhiều mà làm việc bên giờ giấc luôn. Em chỉ mong ảnh là sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Vợ em nói đúng đó, bây giờ em phải giữ sức khỏe. Tại vì còn phải có sức khỏe để có con nè. Có con xong rồi còn phải bảo vệ con, bảo vệ vợ nữa. Còn vợ em lo xa và rất hay. Tại vì thường mấy cô bé mà tuổi 25 tuổi đời là ăn chưa no, lo chưa tới. Mà vợ em được có cái tính đó là quá hay. Và đặc biệt là nên chia sẻ bớt thời gian để đặc biệt và quan tâm đến người vợ của mình. Em ha, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và tươi cười mãi như thế này nha. Con là Trang, con sinh năm 92. Hiện tại thì con, trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa và là giảng viên múa của trường Học viện Múa Quốc gia Việt Nam, bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Chúng con là kinh doanh về mỹ phẩm và quần áo thời trang ạ. Ủa 92 là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, con để mà tính sang lịch thì chắc là bây giờ bước sang tuổi 31 hay 32. Đấy, 32. Thế mà nhìn quá trẻ luôn, cô nhìn cô tưởng con. Dạ, và hiện tại thì bọn con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi, quá surprise luôn. Đang suy nghĩ, chíp hôi mà đi lấy chồng sớm thế không biết con đang nghĩ em, lòng. Em cũng nghĩ là cỡ 22, 23 thôi. Thiệt, thật sự luôn á. Ôi, sướng quá. Con là con còn lớn tuổi hơn Xí Ngầu nữa đó. Xí Ngầu nhà cô là 94. Vâng, con 92. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi đấy ạ. Bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Ôi trời, con chú để cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khen. Thiệt luôn, để không, con trẻ quá. Chuyển qua bạn chồng có nó nhiều tuổi nữa. Thiệt, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con thì con sinh năm 90 ạ. Lớn hơn 2 tuổi. Vâng, lớn hơn 2 tuổi. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ, con tên là Xuân Sơn ạ. Xuân gì? Xuân Sơn. Xuân Sơn. Sao hai đứa này nó trẻ dữ vậy ta? Chồng còn lớn hơn vợ 2 tuổi. Chắc suốt ngày á, chồng hát vợ múa. Hai vợ chồng cũng khối hợp nhau. Hay là, dùng mỹ phẩm của con mà bị chắc, gọi là có không? Trẻ hóa ngược lại đúng không? Rồi, chút nữa giới thiệu cho cô chú cái tên mỹ phẩm đó. Để chú về chú xài, để cho đúng rồi. Nghịch cái tuổi chú lên. Con sẽ tặng cô chú và cả trường quay luôn ạ. Ủa gì hả? Ôi, mỹ hóa quá. Nghịch cái tuổi của cô lại nghe không? Vâng, vâng, cho chú xin nha. Thôi, bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Để chú đoán nè, chắc có thể là vào một cái dịp nào đó con làm một cái MV ca nhạc, thế là con cần một cái nhóm múa minh họa. Chú nói này cho con hiểu không? Vâng. Con cần một nhóm múa minh họa là minh họa cho MV ca nhạc này của con. Thì cái nhóm, trong nhóm đó là có cô bé này. Vâng. Và con thấy Trang xinh quá. Và sau khi hoàn thành MV đó rồi con cua Trang luôn, đúng không? Tức là ông ấy đoán ông làm thầy bói á con. Đúng không? Đúng không, thầy bói có khác. Đúng thế thì đúng, con đúng, nghĩ đúng, chúng phải nên chuyển nghề đấy ạ. Bởi vì thực ra là nó không đúng 100% nhưng mà đến 90% đấy ạ. Ủa là sao? Tức là em được hai bạn công nhận á, là em đã có thể hành nghề thầy bói, bữa nay cấp bằng. Đúng đúng. Ủa là đúng trúng không? Đúng từ đó giờ là không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng 100% là không, nhưng mà chắc là chú có duyên với vợ chồng con. Ủa, đúng rồi. Mà chú đoán trúng không? Trúng. Tao nói là 90% đấy ạ. Trúng đến 90%. Trời ơi. Đâu bây giờ thôi kể vâng, cụ thể bây giờ, đi. Bây giờ con sẽ chia sẻ nha. Ừ, con vậy, chia sẻ nha. Hay là chồng chia sẻ nhở? Thôi hai đứa bánh tù xì đi. Ăn đi. Nói chứ. Quánh đi. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thắng chia sẻ. Vâng. Cái tiểu sử của vợ chồng con là như thế này. Đứa nào thắng chia sẻ mà. Vợ thắng chồng mà. Mời em. Thì thực ra cái khoảng thời gian mà bọn con quen nhau thì con không biết là mọi người có tin không, để mà đi đến cái ngày hôm nay khi mà chúng con từ yêu nhau dẫn đến kết hôn rồi là sinh hai bé và xây dựng gia đình, thì nói thật sự với mọi người là bọn con quen nhau qua online ạ. Tức là cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam, thì con thì ở ngoài Hà Nội. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà con và chồng con là hai vợ chồng là cùng vừa mới chia tay người yêu cũ. Thì có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ khi mà vào inbox con ở trên Facebook ạ. Thì con vào con không hề thấy là có cái sự tương tác nào cả. Thì tự nhiên lại vào inbox là: chào em, anh có một chuyện này muốn nói chuyện với em được không?
thì con trả lời lại, tại vì nó vào trong cái phần tin nhắn chờ, thế nên là con cũng chưa rep lại được luôn lúc đó. Thì là đến khi con vào, con trả lời thì con bảo là dạ vâng, em chào anh, có việc gì đấy ạ. Thì chồng con lúc đấy là con chưa vào Facebook xem, thì để xem là anh ấy nói gì đã. Thì anh ấy nói với con là anh là ca sĩ và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV đấy. Con nói đến khúc này là chú đã thấy là coi như là coi như không cần nói nữa, tức là không cần nói nữa là bé này đồng ý rợn da gà luôn đó. Bé đồng ý là bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội đó. Dạ, thực ra với cô là cái lúc mà anh ấy làm quen với con á thì anh ấy nói con là anh ấy chuẩn bị ra một cái MV trong cái thời gian tới và anh ấy thấy gương mặt của con là phù hợp với MV của anh ấy. Và anh ấy có ngỏ lời là muốn là mời con làm diễn viên chính trong MV đó. Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một cái MV nào hết ạ. À, như vậy là cái 10% đó là em bị sai. Đúng. Tức là em đoán đúng cái ước mơ của bé vợ thôi. Đúng rồi ạ. Nãy giờ tôi đoán sai hả? Con ước là con được biểu diễn trong cái MV đó. Đó, tức là đấy là nghề của con, nhưng mà thực ra suy cho cùng là nghĩ đến bây giờ là tức là chỉ lý do để mà chồng con để làm quen với con, làm quen thôi ạ. Tới bây giờ vẫn chưa có MV nào. Dạ vâng. Chưa có MV nào. Vậy bây giờ mình gom lại là chú đoán sai đó hả? Tức là con bảo chú đoán nhưng mà chú đoán được ý chính rồi. Tức là có mời chỉ tham gia MV nhưng mà cái đấy nó không xảy ra là sự thật thôi ạ. Tức là em đoán được cái ước mơ của bé vợ chị đã nói rồi. Ước mơ. Rồi bây giờ hỏi chồng nè. Nhã quá. Sao con? Dạ. Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là có là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Bởi vì cô chú ạ, hồi đấy là mới chia tay người yêu xong thứ nhất này. Mà mình làm nghệ thuật ấy nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Cô đơn lắm. Thế là tự nhiên một ngày lướt Facebook rất là đẹp, mình không hiểu vì sao lại có cô bé nào trong nick mình thế này, mà sao lại có bạn bè chung mà là bạn bè không biết được, không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Thì ra mình nhìn và ấn vào profile xem, ui xinh quá, hồi đấy mới lớn mà chú. Cái tuổi mới lớn mà xinh thế, mà còn làm nghệ thuật đó, ui điểm chung chết rồi. Phải thử chứ, phải chỉ còn một con đường là làm MV rồi. Đấy, lúc ấy là nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ để gặp nhau mà để nói chuyện cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ. Chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy, thôi lấy cớ đấy để như nào. Con thi chương trình gì? Giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi sao nào? Rồi xong sao nữa? Thì xong thì thực ra là xong rồi cái cuộc hành trình mà để tán ấy nó cũng rất là dài. Thực ra là mình lấy những cái gì nhỉ? Những cái bản năng, những cái mà mình có thì có năng khiếu, mình sẽ đẩy hết ra, xô hết ra cho người ta. Nó rất là dài, ví dụ như này, kể một cái đơn giản như này thôi ạ. Đầu tiên là con mời đóng MV này, thì cô ấy cũng đồng ý, cũng thích, sớt chắc là cũng biết rồi. Chắc cũng ấy cũng đồng ý nói chuyện qua lại đúng không? Nói chuyện qua lại thì mình là đàn ông mà, thì mình cũng phải này kia. Thực ra là mình ý đồ sẵn là mình tán tỉnh rồi. Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy là càng hợp hơn nữa. Thế mà, như là người ta nói là cuốn ấy. Cuốn. Nhưng mà cổ có hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi nhưng mình trả lời. Cứ phải tưởng tượng ra thôi, vấn đề gì đâu. Em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Em chờ, em yên tâm. Em yên tâm. Anh đang nghĩ nào để anh mốc phép cho nó gọi là cô biết mà, cô biết chứ. Rồi xong rồi á là cái lần đầu tiên á mà con hai đứa gặp nhau là ở đâu? Trong Nam hay ngoài Bắc hay là bằng cách nào để mà gặp? Sau 2 tuần có nói chuyện, xong đến 3 tuần rồi phải để tầm đến tầm 1 tháng con bắt đầu con nói là con thích. Con bay ra Hà Nội. Không, con chưa thích. Thích đã. Tớ thích ấy. Sau bắt đầu mới nói chuyện theo kiểu xưng hô kiểu khác đi một chút. Nói chuyện theo kiểu nó nhẹ nhàng hơn một chút, anh em nó dịu dàng hơn. Sau lúc đó là nuôi chưa gặp đâu ạ. Phải đến mấy tháng sau mới hai tháng sau ạ. Con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian 1 tháng thì tức là nói chuyện với nhau được 2 tuần thì anh ấy nói là anh ấy thích con. Xong tiếp theo là nói đến 1 tháng thì anh ấy nói là tình cảm bắt đầu nó hơi sâu sâu một chút rồi. Chắc là nó có thể gọi là yêu không? Đấy, nói với con như thế. 1 tháng đã nói yêu thì mới đầu con chỉ nghĩ đơn giản là tại vì bản thân con là một cái người rất là tình cảm và con luôn thích tức là người yêu mình là phải ở bên cạnh mình chứ mình không yêu được xa. Thế là con nghĩ là mới đầu thay thôi, mình cứ đồng ý đi. Trước mắt là để giải quyết cái coi là nỗi buồn của mình có người bạn bầu bạn tâm sự cho nó vui đã. Thì con đồng ý bình thường. Thế xong bắt đầu từ cái ngày hôm đó đồng ý thì là bắt đầu hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn, chia sẻ và tâm sự cả bên hai gia đình kỹ hơn này.
sau đó là bắt đầu đến khi mà anh ấy có một cái buổi, tức là bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình Bài Hát Yêu Thích ấy ạ. Con vẫn nhớ lần đầu tiên là như thế. Thì là anh ấy bay ra thì anh ấy có hẹn con là ngày này anh ra để anh làm công việc thì anh kết hợp anh sẽ ra để chúng mình gặp nhau luôn. Thì sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra và bọn con gặp nhau từ lúc đó. Rồi. Đấy cô muốn biết cái hôm mà gặp nhau ấy. Đó, trước giờ toàn là gặp nhau. Ờ qua online thôi. Là có phải là phải tham. Một lúc đó phải tham rồi đúng không? Con đi làm về, nghĩa là con đi hát tại phòng trà về này là 11 giờ. Bao giờ cũng bắt đầu ra ngoài sân, bắt đầu là dựng bàn dựng ghế xong rồi mở iPad lên bắt đầu gọi đến nói chuyện 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trời mà hầu như không làm thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gặp nhau ở ngoài kìa. Đúng đó. Rồi, ở ngoài đời. Du lắm hả? Cái hơi ấm nó tỏa ra này. Ánh mắt thì phát ra những cái tia lửa gọi là này cái nọ các thứ đó. Tụi con nói cái cảm xúc của tụi con lúc đó. Ở ngoài đời nó có ăn ảnh không? Nghĩa là ngoài đời nó có đẹp hơn khi mà mình nhìn qua điện thoại hay không? Đó, và có một điều gì đặc biệt hơn. Hai chồng nói trước đi. Chồng nói trước rồi. Đâu con nói thử coi lúc con gặp cái lúc mà tán nhau yêu nhau qua internet ấy, đã là gọi là rực cháy tình yêu lắm rồi. Muốn gặp quá rồi. Không thể chịu được rồi. Xinh quá đúng không? Vâng đấy, muốn thật tận nơi xem mà thực tế là thì như thế nào. Rồi khi thực tế thì như thế nào? Thế này quá tuyệt vời chứ ạ. Hơn cả trong hình ảnh và trong video call. Hơn những gì mình nghĩ. Hợp nhau ở sân bay ạ, hôm đấy cũng ra đón. Ra đón con. Dạ vâng. Con ở sân bay. Trong muôn vạn người đó con có nhận ngay ra cổ không? Ui ra ngay. Ra ngay đúng không? Ra một phát là thấy ngay đúng không? Khoan cho hỏi cái. Rồi. Rồi, tại vì ổng là ca sĩ và bên này là diễn viên múa nữa. Còn cái giây phút mà nhào lại, quên, nghĩa là chạy tới. Nó có lãng mạn không? Không, nó đâu có điên. Đông lắm. Không có ai làm dạ, như thế. Có không? Ôm nhau nhưng mà không có cảm giác là gọi là chạy ra. Tại vì thực ra hồi đấy là cũng hơi trẻ con nên là hơi ngại. Nhìn thấy nhau con thì con ngại, anh ấy thì không ngại nhưng mà con thì con ngại. Nhưng mà con nhìn thì con nhìn ra luôn. Và cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá. Da trắng quá. Da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Đấy thì con ấn tượng luôn như thế. Nhưng mà con không ôm chầm tại vì nhưng mà anh ôm con. Vâng thì đi ra một cái là anh ấy ôm. Thế xong rồi là cũng nói qua lại một không? Vài câu có nắm tay nhau xong rồi. Thế lúc ấy cảm xúc thế nào? Thơm nhẹ một cái. Lúc ấy cảm xúc thế nào? Tim muốn vọt ra nói ngoài. Nói chung là nó con thì con cảm thấy là cái lúc mà mình đã nói chuyện với nhau rồi là mình đã có tình cảm rồi. Và đến khi mà được gặp nhau thật ở ngoài đời á thì đúng thật là mình cảm thấy là tất cả mọi thứ nó đều là thật. Trước đây là mình chỉ được nhìn qua cái camera thôi. Và bây giờ mình được gặp tận ở ngoài này. Xong rồi là ôm rồi tay các kiểu, có nghĩa là được cảm nhận. Được chạm thì nó cũng khác ạ. Nó cũng có hòa cảm xúc đấy ạ. Khác chứ con run rẩy rồi xong rồi run lắm rồi. Con run lắm. Các kiểu đúng không? Rồi tối hôm đó đi xem biểu diễn Bài Hát Tôi Yêu nữa đúng không? Bài Hát Yêu Thích ạ. Bài Hát Yêu Thích. Tối hôm đấy đi xem thế xong rồi tự nhiên ngồi ở dưới. Bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi. Và rất hay quay những cái đoạn clip ngồi đấy vừa đánh đàn vừa hát. Tại vì tán mà. Nhưng mà hôm đấy thì con ngồi ở dưới con lại nghe cái bài hát mà anh hát. Con ấn tượng nhất là cái bài hát Hà Nội gì nhỉ trong nhỉ? Bài đấy rất là hay và con rất là thích không? Cái bài gì về Hà Nội á? Hà Nội của tôi á. Hà Nội của tôi. Thế là tự nhiên con ngồi dưới con nghe phát con bảo đây rồi. Thế này thì chắc không bỏ được rồi. Đấy, con nghe xong con bảo là cái cảm giác mà nghe kiểu nghe thật ý. Bởi vì là thực ra con lại là một người làm nghệ thuật. Thế nên là con lại rất là thích những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật. Thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với mình. Và sẽ có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nghe xong phát là cảm thấy yêu hơn nhiều. Và bây giờ con có muốn nghe lại cái bài đó không? Hát trích đoạn một câu thôi cũng được không? Có. Sương Sơn. Con vẫn thích mà, tại vì từ lâu lắm rồi là trước đây thì con hay đi nghe chồng con hát lắm. Nhưng mà từ khi yêu và lấy về rồi là con bị lười, con không đi nữa. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Sương Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đúng rồi, chẳng đi đã. Tái hiện lại. Đúng không? Tại vì bài này cũng khá lâu rồi, chồng con không hát được. Con sợ là con quên. Vài câu thôi. Con hát một cái bài nào nó ca ngợi tình yêu đi. Rất là nhiều bài. Hoặc là cái bài nào mà con tâm đắc nhất, con thích nhất ạ. Con nhiều, con thì rất nhiều bài, con đi diễn rất nhiều bài. Bắt đầu. Con xin hát một bài, một đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu Là Tha Thứ của nhạc sĩ Only C. Only C đó. Bài đấy con cũng thích. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra.
Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Giống y như Lâm Trường. Em định nói đó. Giống Lâm Trường. Trời ơi. Giống lắm mà cô, giống lắm. À, để chú sẽ có ý kiến lên chương trình mà gương mặt thân quen á. À thế rồi sao mà có làm á, sẽ mời Xuân Sơn tham gia. Thì con chỉ xưa... cần mà giả Lam Trường thôi là giống liền. Riêng giả Lam Trường với giả Lam Trường là còn hâm mộ lắm. Sơn có sức nhà. Mãi mãi giống liền. Giống lắm. Không, cái cách á. Không, cái cách cơ, cái cách hát, cái feel á, cái feel của con á giống chú Lam Trường lắm luôn. Nên mời chú Lam Trường hát chung với con trong một dự án bảo đảm thành công liền nha. Rồi. Dạ vâng. Còn như sao? Cái cảm nhận của con khi mà con nghe ảnh hát cái bài nãy. Rồi là ngon rồi. Vẫn như ngày đầu. Vẫn như ngày đầu. Vâng. Đây là của tôi rồi. Xinh luôn. Đúng. Rồi. Rồi đêm đó coi xong rồi sao? Đúng rồi, đó đó chị đang muốn hỏi đó. Cái hôm mà coi xong coi xong rồi đi đâu? Có về nhà không hay đi đâu? Cái chương trình đó là cũng kết thúc muộn. Thì hôm đó xong một cái thì là anh có đưa con đi ăn. Và là bọn con có đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau một tí thôi. Nói chung là đến cái buổi ngày hôm đó xong thì thấy là rất là cuốn rồi. Rất là yêu rồi. Và trong đầu nghĩ là bây giờ làm thế nào nhỉ? Có cái cớ gì để mà ông ấy ở lại thêm vài ngày nữa? Tại vì là sau khi mà hát xong thì là tối ngày hôm sau là anh ấy đã lại bay vào rồi. Đó. Thì nói chung là con cũng rất là mình cảm thấy rằng là mình gặp ai lần đầu tiên và mình đã bị ấn tượng ngay bởi lần đầu rồi. Thì mình cảm thấy là cũng có thể là mình xác định được. Mình xác định mình yêu tử tế được. Nhưng mà rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm hình như tầm 6 tháng. Đó, có nghĩa là gặp nhau là sau 2 tháng gặp nhau này. Tầm 6 tầm 4 tháng sau con trai. 4 tháng sau là cưới luôn. 4 tháng sau. Không, là con đúng không? 9 bắt đầu yêu nhau từ tháng 9 đúng không? 6 tháng 9 10 11 12 là vâng tầm 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Xa 4 tháng. Thì lúc đó là một đứa bay vào hay là một đứa bay ra? Con quyết định là bay ra. Về Hà Nội. Về Hà Nội. Ở vì nhà con, quê con ở Hải Phòng. Thế nên là con nghĩ là thôi. Bây giờ yêu như này rồi, cuốn quá rồi thôi, đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Thì vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Về cũng dễ mà bố mẹ lên thăm cũng dễ. Thôi. Về. Rồi cái đợt không bây giờ em không phải nhiều chuyện mà em muốn hỏi thăm cho nó tới luôn. Tức là cái bữa mà ra hát đó là có nghĩa là có ở lại thêm 2 ngày nữa không? Hôm đấy có con lùi vé. Còn cái đêm đó còn cái đêm đó là có đi riêng với nhau nữa không? Đi đêm riêng. Sau chứ đêm sau có đi riêng đêm với nhau chứ không? Chỉ đi chơi thôi ạ. Là chưa có gì hết. Chơi thôi, tại vì con nói thật là cái đợt đấy con trẻ con lắm mà mẹ con thì kinh khủng khiếp. Mẹ con không phải ghê gớm gì nhưng mà mẹ con thì mẹ con giữ con lắm. Rồi bây giờ rồi. Vâng. Bây giờ đến khi nào mới đi riêng với nhau? Đi riêng với nhau. Đó, và là có, mấy nhỉ? Có lướt qua tất cả mọi thứ rồi nhở? Hiểu rồi đó. Tức là nó sâu hơn. Sâu lắm đó. Phá rào đó con, phá rào. Không, hình như là đến khi mà anh ấy quyết định anh ấy đi ra ngoài rồi. Đó. Đi ra Hà Nội. Ra Hải Phòng đó, đúng không? Hà Nội ạ. Hà Nội. Là quyết định vượt rào. Vượt rào. Và có sự cố gì không? Không ạ, rất là mượt. Nhưng mà sau đó thì là có bác sĩ có báo cưới không? Dạ chưa. Bọn con yêu nhau mãi gần 2 năm rồi bọn con mới cưới mà. À, trong quá trình tụi con yêu nhau là có lần nào mà giận dỗi mà đòi bỏ nhau không? Ui. Nhiều ạ. Nhiều lắm ạ. Nhiều lắm. Nhiều nhưng mà có một lần rất là gay gắt. Rất là. Lý do? Tại vì là anh ấy hẹn con đi ăn buổi tối. Anh ấy hẹn con là 7 rưỡi qua đón con. Nhưng mà hôm đấy đến 8 rưỡi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Xong rồi là con gọi điện cho anh ấy cũng không được. Thế là con nghĩ bảo, ủa sao ấy nhở? Yêu mình mà đi ra hẹn hò với mình mà lại sai hẹn. Bởi vì tính con thì con rất là ghét cái sự chờ đợi. Con làm việc thì con kể ở trong công việc hay là kể con đi chơi con hẹn hò thì con rất là ít khi mà con cao su. Trừ khi là ví dụ mà con có bất kể một cái vấn đề nào đó hoặc sự cố nào đó thì con luôn luôn phải gọi lại cho người ta để mình có lý do. Thế là hôm đấy cô chú biết là cái cảm giác mà lúc mà mình mới yêu á thì mình lúc nào mình cũng chỉ muốn người yêu mình cứ phải nhanh nhanh chóng chóng để mà đến với mình thôi. Thế là hôm đấy là rất là hào hứng, make up trang điểm quần áo váy các kiểu chuẩn bị trước hàng tuần rồi, bởi vì là cái đợt cãi nhau đấy là cái đợt mà anh ấy chưa ra hẳn Hà Nội. Đó, thế là con dỗi hôm đấy là đến xong rồi đến giải trình hết tất cả mọi thứ con dỗi còn nói chia tay luôn. Rồi anh sao? Chia tay luôn. Rồi anh có chia tay không? Thì trong lòng con là con chỉ nghĩ là thôi, con nói để gọi là dọa dọa thôi, để mà cho biết để lần sau đừng bao giờ lặp lại nữa. Thì anh ấy bắt đầu
tuôn ra những cái câu nói làm cho mình xúc động này kia, nhưng mà con nhất quyết là con không, bởi vì tính con từ trước đến nay rất là kiên định. Và con dỗi là kiểu con dỗi là dỗi hẳn một lần cho biết luôn. Thế xong bắt đầu là ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu anh đi về. Anh ấy đi về thì lúc đấy chắc anh nghĩ rằng là con lúc đấy là có thể là do con tức thôi nên là con mới nói chia tay thôi, thì bắt đầu về là bắt đầu dỗ dỗ này kia thì nghĩ là sẽ là xong, bởi vì cái lý do thì nó cũng không phải là quá làm gì nghiêm trọng. Thế đến 12 giờ đêm thì anh ấy nhắn tin, thì lúc đấy con chưa ngủ. Thế anh ấy hỏi con một câu là thế thôi nhé, mình bỏ qua cái câu chuyện này, không dỗ nhau nữa, bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi, thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không, em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn. Con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như mà em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ. Tức là mẹ con giữ con quá, mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được. Em còn con còn nhiều cái con còn nói cơ mà, mẹ em giết em đấy. Anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế sao con bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, anh con về. Kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì bị buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sáng, sao? Nghĩa là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1-2 tiếng rồi đấy, đến tầm thiếp đi một tí rồi đến sáng rồi tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Qua đứng nữa. Đứng để chờ đến giờ mà ăn sáng là dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có chưa có vô nhà không? Không, đứng không, ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng, rồi là ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng. Thì thôi bây giờ mình chia tay thì mình vẫn làm bạn. Thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Xong rồi là, bây giờ vợ thể kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về, đón con về rồi. Thì anh ấy bắt đầu anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí. Thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi, anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi nguôi rồi thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý, bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn, và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được, anh chấp nhận là chúng mình làm bạn. Thì con nghĩ thôi một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội. Tại vì thực ra là ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc động. Tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được. Động lòng đó. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi. Thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra. Xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa. Và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương. Thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối, ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ. Và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con. Anh bảo là thôi, tha thứ cho anh. Anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi, tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là quên luôn câu chuyện. Coi như là chia tay nhau đến quá tận là dễ mua chuộc. Chia tay nhau đến tận một ngày nhỉ. Dạ vâng. Quá dài luôn. 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta? Kỳ công luôn á. Vâng, thì hôm đấy là sức mạnh của tình yêu thôi, bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi, thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Mà sợ, cái lần... vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất đó con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là
có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con với vợ chồng dài con nhất thì... là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm, bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm, nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ổng chạy qua bên con mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng. Thôi cứ cho như là 24 đi, em phân tích chỉ cho nó mệt vậy. 24 tiếng. Rồi bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ. Gần 2 năm. 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết gia đình hai bên chắc là coi như là không có ai có ý kiến gì, bởi vì tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là không có gì lắm ạ. Không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy ạ. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó thì là nó ra đời là tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong là có bầu liền. Có bầu liền. À không. con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng, thì con có bầu trước khi cưới thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện ra con có bầu con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra sợ. Là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình, thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã. Học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là bọn con không có cái chủ đích là để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận ấy ạ. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu, cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi. Mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy những cái kiểu trên sàn quay nhảy. Vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ còn bảo rồi ôi, đấy, cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy. Chứ quay nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok. Là duyên đó. Nhưng mà là đứa bé trai hay bé gái đầu? Bé gái ạ. Bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không? Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình mọi thứ mình hanh thông các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con của đúng bạn rồi này. Có nghĩa là được công việc mình. Của con phải là hoạt động liên tục mà với những cái thế rất là khó như vậy mà vẫn còn bám. Tức là đó kiểu là duyên. Tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả. Và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài. Và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa, mình vừa nhảy, xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm những cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu hùng. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á, thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó không? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy, thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con. Mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong tự nhiên mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khổ, nó rất là khó ấy. Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với các anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao chồng con có nhưng mà cái lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con cũng lo chứ. Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ không? Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mà mình phải quyết tâm và đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì bị mẹ phản ứng không? Ui dồi ôi. Một trận té tua luôn ạ. Lôi đình luôn ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh, mẹ có chửi, anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu còn bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Đấy bây giờ chồng kể tiếp đi.
Xong lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà, lúc đấy vợ đi học, con đi học, đi học, nên con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Run. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi, và bình thường làm gì có chuyện gì. Tự nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang là có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Chúng mày làm cái gì đấy, ra lại thế, nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à. Chúng mày muốn mày giết tao à. Ghê lắm ạ, ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không hay là mẹ lại... Có cô. Dọa bắt bỏ. Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi trời ơi, tại sao lại như thế này? Tao đã nói chúng mày như thế nào rồi? Tao đồng ý chốc cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này? Sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi. Xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là gọi con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là... Tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu. Bà thì nói như thế thôi. Nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ, bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng con. Nhìn đôi mắt rướm rướm vào. Dạ vâng. Đấy rồi, thế là yên đồng ý ạ. Vâng, đồng ý thì rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái tới phần kia đi chị ạ. Đi chương 2. Đó, tới cái là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao nè? Hai mặt con rồi. Đã. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Đó. Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu? Thôi bây giờ cho chồng con nói trước đi. Để nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi vu vơ nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ cháu kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng. Mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho ấy cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ ra ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau. Thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường, thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì. Im lặng. Ngủ. Im lặng là rất sợ. Con có đoán à? Chết rồi. Cái gì đấy? Có biến, thế có biến. Sao, làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ là mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy. Rồi chồng ơi. Vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ tại sao lại bảo con? Con làm sao mà đủ được? Mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em ơi em mệt à. Thôi thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là kiểu đã chồng... là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá những cái thời mà mới yêu nhưng mà vẫn giỏi đúng không con phải rồi. Rồi tức là tính là hay dỗi rồi một cái gì một hay giỏi. Cái gì nữa đi ngủ mà quên không ôm là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn thế, trong thế. Cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi đấy là vẫn là mà, cái tật đấy rồi trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là có bị là dỗi luôn đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi. Dỗi luôn. Thế? Tức là tình thấy rồi không biết trước được cái đây là cái hố mà chẳng may cứ đập bục phát vào phát. Sao anh cứ đi cái kiểu gì ấy nhỉ? Thế mà anh không biết nhìn nữa, cứ đi vào tôi đau. Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ ấy. Đấy, vợ con chỉ mỗi cái thật xấu mỗi cái thật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không? Có dễ hết giỏi không? Dễ. Có nghĩa là cũng dễ dỗi nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Khổ thế. Kinh khủng lắm. Quá vậy. Có những cái lần đập phá đồ. Ồ, vâng. Trong cái lần đập phá đồ là con bị điên. Là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu, cái lần đập phá đồ. Đập phá đồ là cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗi nhiều quá rồi thì con đến được. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm.
Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị... Tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. tức là có lý do. Chứ còn ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích một chút. Hiểu rồi. Dạ, vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. À, tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ, bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố, nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Ê, nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó, thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhá, tại vì con đang... Vì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi, nhưng mà con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này, quen rồi. Thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình cũng phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Cuối cùng đến nửa tiếng sau, tầm mấy chục phút sau lại nghĩ vào thôi vợ là bệnh, tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thì thôi. Mình cũng là thôi vì các con này kia, bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì tan hoang. Cái đó là cái mà con tự nhịn, nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? À, chắc chắn là con mong muốn vợ con đó, thay đổi thì giờ ít con hơn. Nói đi đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Em giảm rồi mà. Thời điểm này em giảm rồi, bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm, thôi giảm thế được rồi thôi. Tưởng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái, không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? À, có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn, ông chặn con tất cả các nền tảng luôn, chặn Facebook, chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn dài lắm và ông ấy chặn luôn con. Con ngại lắm đúng không? Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Tinh cãi nhau cái tinh cái là chú hiểu rồi. Yêu cái này bắt đầu. Ôi dồi ôi, cái này vào đọc chắc là dài lắm. Cái này có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt là xóa luôn bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất để chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bây giờ nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là có nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói kiểu không có người nghe ấy. Thế nên là con lại cấp độ con lại càng điên lên. Nhưng mà hồi trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được. Mỗi lần mà Huề lại với nhau á, rồi mở chặn á. Dạ. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ôi làm lúc bình thường mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn, con mở chặn hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Đừng chặn. Thực ra là
thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó ấy, thì nó đều xuất phát từ cái việc tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được là mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Thì con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói thì cho nó mệt. Đúng không con? Thôi kệ, mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú ấy vào hùa với anh ý rồi đấy. Con vẫn ok hết. Anh ý về anh lại im lặng được. Tiếp okay. Không, con biết sao không? Thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó. Và con nói sao ta, giống như là đối phương á, khi tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy, thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là, thì đó thì cô nghĩ là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Thì theo cô á thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, con lấy cái mốc là từ hôm nay đi, thì con sẽ bắt đầu á, con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có, vì nói gì nói chứ mình cũng là bà mẹ ba con rồi, đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Đúng rồi. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á thì chồng con cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Cái người tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó là đã mệt rồi. Lại còn phải ghi, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn nữa. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến á, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy, bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là nó giận dỗi nhau thế này nó bị uổng đi, nó mất hay. Cô ạ, thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung. Cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi, và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm thấy rất là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình, đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không thể thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, thay đổi. Đúng rồi, đó. Đó. Thì đó, thì cho nên bởi vì là sao hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã chọn lựa rồi á thì
phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn hai. Dạ vâng ạ.